Chợ bất động sản, kết nối sức mạnh, chia sẻ thành công. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chuyên đề xây dựng và bất động sản phát sóng thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, trong khi quỹ đất sạch tại các thành phố lớn ở Việt Nam đang dần khan hiếm thì lại tồn tại một nghịch lý là có hàng nghìn hecta thuộc một số các dự án lại đang bị bỏ hoang. Chúng như những vùng đất có người sống với hạ tầng nham nhở, thiếu thốn đủ đường, tồn tại ngay giữa lòng thành phố, được gọi chung là dự án treo. Chúng không chỉ làm thất thoát, gây lãng phí nguồn ngân sách nhà nước mà còn tạo gánh nặng lên doanh nghiệp. Hơn nữa, làm ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống hàng ngày của những người dân đang sống bên trong và quanh vùng các dự án treo này. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung đầu tiên. Mời quý vị theo dõi. Ông Đỗ Đình Chiến, một người lính tại chiến trường Campuchia, Hà Giang, xuất ngũ trở về địa phương sinh sống và hành nghề tự do. Cả gia đình có 8 thành viên, hàng ngày sinh hoạt trong một căn nhà nhỏ 40 m². Tưởng chừng cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua. Thế nhưng năm 2004, khi gần 351.618 m² đất phường Thịnh Liệt, Hoàng Văn Thụ, Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội bị thu hồi làm dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt. Cuộc sống gia đình ông cùng hơn 100 hộ dân khác đã bị đảo lộn. Hàng ngày phải chịu cảnh thiếu thốn điện nước, điều kiện sinh hoạt tồi tàn, không đảm bảo an toàn, ô nhiễm môi trường, nhà cửa không được sửa chữa vì nằm trong diện giải phóng mặt bằng. Nay đã 14 năm trôi qua, ông cùng những người dân trong vùng quy hoạch này đang rơi vào hoàn cảnh bất lực, không biết tương lai sẽ như thế nào. Vừa bức xúc mà lại vừa bất lực mà lại vừa coi như là ở đây có chính quyền mà cái chính quyền cũng không tin tưởng được nữa thì chú cảm thấy nó buồn. Luật ra là để cho cả nước các cấp đều phải có trách nhiệm thực hiện, nhưng mà chúng tôi không thấy thực hiện cái gì, quyền lợi gì cho dân cả, mà chỉ ép người dân vào những cái gì rẻ nhất, bèo bọt nhất. Chính phủ xem xét lại là cái dự án này nó tồn tại thế nào mà lâu như thế này thì cần lên là thu hồi hoặc là trả lời một cái rõ ràng, ví dụ như là cái khung giá nào để toàn bộ người dân người ta thoải mái thì người ta đi thôi. Vâng, thưa quý vị, hãy cứu lấy chúng tôi hay không làm được thì chuyển nhà đầu tư khác. Đó là những lời kêu cứu yếu ớt của những người dân khi họ phải hàng ngày, hàng năm, thậm chí là hàng chục năm sống trong mỏi mòn chờ đợi, chứng kiến nơi mình đang sống hoặc nơi mình đang trả cả gia tài để được sống ngày một hoang hóa. Đó cũng chỉ là một trong hai số rất nhiều các dự án treo đang tồn tại, và theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì riêng hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 700 dự án chậm triển khai, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 500 dự án trong tình trạng trùm mền và đắp chiếu, thậm chí có nhiều dự án khởi công hơn 20 năm nay nhưng đến nay vẫn chưa thấy dục dịch gì. Tất cả các dự án treo này đang là một phần nhức nhối của bức tranh phát triển đô thị tại Việt Nam hiện nay. Số liệu thống kê chưa đầy đủ của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy, chỉ riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 700 dự án chậm triển khai. Trong đó, Hà Nội hiện có hơn 200 dự án chậm đưa đất vào sử dụng trong 12 tháng liên tục kể từ khi được bàn giao trên thực địa. Ngoài ra còn có tới 172 dự án chậm tiến độ thực hiện hơn 24 tháng và 72 dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Một số quận huyện có số dự án chậm vi phạm nhiều như Hoài Đức 51 dự án, Mê Linh 50 dự án, Nam Từ Liêm 48 dự án, Hoàng Mai 25 dự án, Bắc Từ Liêm 23 dự án. Cá biệt có chủ đầu tư được giao đất nhưng không liên hệ với địa phương để tiến hành các thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định. Số liệu thống kê của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, toàn thành phố hiện có hơn 1.200 dự án đang còn hiệu lực triển khai, nhưng có đến 502 dự án đang trong tình trạng trùm mềm, đắp chiếu, treo, chiếm 41,18% dự án trên địa bàn. Điển hình có nhiều dự án khởi công hàng chục năm, thậm chí hơn 20 năm nhưng đến nay vẫn chưa thấy dục dịch gì. Cụ thể, một số dự án có thâm niên treo bậc nhất thành phố là khu đô thị Bình Quới, Thanh Đa, nằm tại phường 28, quận Bình Thạnh. Do đất nằm trong dự án treo hơn 20 năm nên người dân trong vùng dự án ở cũng không được mà đi cũng không xong, mua bán hay sửa chữa gì cũng không thực hiện được. Tương tự, dự án khu đô thị Đại học Quốc tế có diện tích gần 900 hecta nằm tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, được thành phố cấp phép đầu tư từ năm 2008, nhưng sau 10 năm, đến nay dự án vẫn chỉ nằm trên bản vẽ. Tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù đã được Ủy ban nhân dân thành phố giao đất từ lâu, nhưng theo thống kê của Ủy ban nhân dân quận 9 cho biết, trên địa bàn quận có tới hơn 200 hecta đất thuộc dự án đang trong tình trạng đắp chiếu. Theo báo cáo mới đây của Sở Quy hoạch Kiến trúc, đến nay Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã hủy bỏ chấm dứt văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định giao đất của 577 dự án với hơn 5.915 hecta. Điển hình mới đây nhất, Ủy ban nhân dân quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên Môi trường chấp thuận kiến nghị quận thu hồi, hủy bỏ 11 dự án chưa thực hiện hoặc bồi thường dưới 50% như dự án nhà ở Thới An 2, 3, 4 do công ty kinh doanh nhà Phú Nhuận làm chủ đầu tư, khu nhà ở An Phú Đông 5 do công ty trách nhiệm hữu hạn Đệ Tam làm chủ đầu tư. Còn tại thành phố Hà Nội, từ tháng 10 năm 2012 đến ngày 31 tháng 3 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 38 quyết định thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất cho thuê đất đối với các chủ đầu tư có dự án vi phạm với diện tích là 990,38 ha. Tuy nhiên, theo Sở Tài nguyên và Môi trường, tỷ lệ các dự án được triển khai thanh tra còn chưa nhiều, công tác hậu kiểm, tái kiểm tra, việc thực hiện kết luận thanh tra còn hạn chế, hiệu quả, hiệu lực thực hiện một số kết luận thanh tra chưa cao. Đất đai là tài sản công do nhà nước thống nhất quản lý, là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế và xã hội. Và theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường mà chúng tôi vừa phản ánh ở trên, thì thực trạng số lượng dự án treo đang ngày một gia tăng. Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng, nhưng có 7 điểm nghẽn chính cần phải giải quyết dứt điểm. Đó là năng lực của chủ đầu tư, giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất, tín dụng và chuyển nhượng dự án bất động sản, hoặc là hành lang pháp lý và quy hoạch. Năng lực chủ đầu tư yếu kém là lý do đầu tiên dẫn đến dự án treo. Không đủ khả năng về tài chính, về năng lực thực hiện dự án, nhưng với mục tiêu tăng quỹ đất, giữ thị phần, kiếm lợi nhuận, xoay vòng vốn, chủ đầu tư vẽ ra các lộ trình xin dự án và khi không thuận lợi, dự án bắt buộc phải đắp chiếu hay chờ thời cơ. Coi như dự án đã giao hết rồi, nhưng mà khởi công thì rất là ít. Đấy là một số lớn các nhà đầu tư, người ta lấy dự án, người ta đăng ký dự án và người ta chỉ để đó, người ta chờ cho chung quanh phát triển để họ được lên giá, họ được hưởng cái lợi đó. Ta tăng quỹ đất lên, người ta tự thị phần. Để đến khi nào người ta thấy nó cần thiết, phù hợp, người ta sẽ cho triển khai để đem lại tối ưu hóa lợi nhuận. Còn lại nếu như người ta có thể là ta hoàn tất các thủ tục và câu chuyện người ta đi hoàn thiện giá, thì câu chuyện là gì, người ta chưa tối ưu được các cái mục đích của người ta thì người ta chưa làm. Để đấy. Đó, đối tượng thứ hai là chính là gì? Là người ta không đủ khả năng thực hiện, cho nên là buộc dự án là phải để đó. Vì rất nhiều chủ tư Việt Nam là tay không bắt giặc, không có tiền, không có mọi thứ nhưng có quan hệ xin dự án. Công tác giải phóng mặt bằng ngày càng khó khăn do doanh nghiệp khó đạt được thỏa thuận với tất cả người sử dụng đất. Dự án dễ bị rơi vào tình trạng dở dang, không triển khai dự án được. Doanh nghiệp bị chôn vốn kéo dài, không có quỹ đất để đủ điều kiện được công nhận chủ đầu tư dự án cũng là một phần nguyên nhân làm các dự án treo. Không giao bằng được bởi vì là những người dân, những người có lợi ích liên quan trực tiếp, người ta chưa thỏa đáng trong cơ chế về đền bù, chưa thỏa đáng trong cơ chế về tái định cư, và bản thân những doanh nghiệp, những nhà đầu tư được phê duyệt dự án đó không đủ khả năng để thực hiện cái việc là di rời giải phóng mặt bằng. Nay giữa luật đai và luật nhà ở về vấn đề này có một cái điểm xung đột pháp luật. Chúng ta biết rằng luật đất đai hiện nay nó quy định là nếu doanh nghiệp mà đã giải phóng được mặt bằng của dự án, trong đó gồm có rất nhiều loại đất, thì sẽ được chỉ định làm nhà đầu tư dự án. Nhưng mà luật nhà ở thì lại quy định rằng chủ đầu tư phải giải phóng mặt bằng 100% cái quỹ đất ở của dự án thì mới được công nhận chủ đầu tư. Nhưng mà trên thực tế không bao giờ có 100% đất ở. Bên cạnh đó, phương thức và quy trình tính tiền sử dụng đất hiện nay thì tiền sử dụng đất vẫn là ẩn số, là gánh nặng và tạo ra cơ chế xin cho. Quá trình tính tiền sử dụng đất dự án bị kéo dài, gây khó khăn thiệt hại cho doanh nghiệp và làm thất thu ngân sách nhà nước do tình trạng cưa đôi cưa ba. Horea nhận định đây cũng là một nguyên nhân gây ách tắc dự án do chưa đủ điều kiện để triển khai tiếp. Một trong những điểm nghẽn tạo ra các dự án treo là tín dụng. Đối với doanh nghiệp bất động sản theo quy định pháp luật, chủ đầu tư dự án phải có vốn chủ sở hữu từ 15 đến 20%, còn lại 80 đến 85% nhu cầu vốn thì chủ yếu dựa vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Điều này tiềm ẩn rủi ro cho cả hệ thống tín dụng và cả doanh nghiệp bất động sản. Khi đã xác định một cái dự án như thế, chủ đầu tư phải có trách nhiệm là gì? Bố trí đủ nguồn vốn. Và theo quy định là gì? Không chỉ có nguồn vốn của đúng đủ mà còn có phải nguồn vốn dự phòng. Nó rõ ràng ở đây là gì? Năng lực của chủ đầu tư bố trí nguồn vốn cho dự án không đúng, chưa đủ. Thế nên mới là chậm dự án. Chuyển nhượng dự án là hoạt động kinh doanh bình thường theo nhu cầu của doanh nghiệp, nhưng quy định pháp luật, chủ đầu tư phải giải phóng mặt bằng và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mới được chuyển nhượng dự án. Nên trên thực tế, việc chuyển nhượng dự án rất khó khăn, trong khi nhu cầu chuyển nhượng dự án là rất lớn từ người dân và cả chủ đầu tư. Khi mà dự án bị treo, đôi khi chủ đầu tư A không thể triển khai dự án được vì kém năng lực, vì quan hệ với cộng đồng cư dân ở đây của bà con có đất đây không tốt cho nên không triển khai được, hoặc là kém về năng lực tài chính. Nhưng mà nếu dự án này được chuyển nhượng qua một chủ đầu tư B thì chủ đầu tư B này lại có thể tái khởi động dự án. Đầu tiên chúng ta phải nói đến là cái sự công bằng trong vấn đề cạnh tranh thị trường, thì rõ ràng chúng ta thấy là đó là một cái, có những người làm thật thì đã không có dự án để làm. Có những người mà người ta không đủ khả năng hoặc là người ta có nhiều mục đích khác thì họ đã có dự án trong tay. Thì rõ ràng là nó tạo ra một cái yếu tố chính là gì? Mất lợi thế cạnh tranh công bằng trong xã hội. Không chỉ vậy, hành lang pháp lý và quy hoạch cũng là hai yếu tố góp phần dẫn đến dự án treo. Mặc dù chính phủ đã ban hành nghị quyết số 19 nhằm thúc đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính và kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, một số sở ngành đã công bố các thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa liên thông, nộp hồ sơ qua mạng. Nhưng trên thực tế, vẫn còn rất nhiều nhiêu khê và trong một số cán bộ công chức nhà nước đã có biểu hiện né tránh, đùn đẩy, co thủ, không dám đề xuất vì sợ trách nhiệm dẫn đến việc thẩm định phê duyệt dự án của doanh nghiệp bị gây khó, hồ sơ bị chuyển lòng vòng, tốn nhiều thời gian và chi phí, thậm chí mất cả cơ hội kinh doanh. Đồng thời có những dự án được phê duyệt nhưng chưa phải cấp thiết nên chủ đầu tư cố tình kéo dài thời gian, hay một số dự án chậm triển khai do phải tạm dừng để rà soát, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với quy hoạch xây dựng chung của thủ đô. Một số dự án không còn phù hợp với quy hoạch phân khu, nhiều dự án trên địa bàn phải rà soát, khớp nối đồng bộ với các quy hoạch dự án khác nên phải làm thủ tục điều chỉnh, dẫn đến thời gian thực hiện dự án bị kéo dài. Là có một dự án chúng ta cũng được phê duyệt, chúng ta cũng được giao, nhưng mà thực sự nó chưa phải là cấp thiết. Và nếu không cấp thiết thì chúng ta phải rà soát lãnh giá lại để xem có tiếp tục tồn tại hay không, hay chúng ta phải hủy bỏ đi. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan như trên, các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chủ quan là do công tác chỉ đạo có thời điểm chưa quyết liệt. Mặc dù đã tích cực chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cụ thể của một số dự án, song việc rà soát tổng thể còn chậm, năng lực thực hiện dự án còn hạn chế, năng lực tài chính không đạt yêu cầu, không thực hiện đầy đủ, đồng thời nghĩa vụ tài chính với nhà nước cố tình né tránh, không hợp tác, không phối hợp với cơ quan nhà nước theo yêu cầu đoàn kiểm tra, thanh tra. Một số dự án, chính quyền địa phương không liên hệ được với nhà đầu tư. Trước những tồn tại của dự án treo, các chuyên gia cho rằng chính phủ cần nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đối với hoạt động thanh tra, đôn đốc xử lý sau thanh tra, quy định về cưỡng chế trong xử lý sau thanh tra, xây dựng hệ thống thông tin trong quản lý. Bên cạnh đó, cần phải xem xét giải quyết một số bất cập, vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý đất đai địa phương. Ghi nhận của phóng viên VITV, mời quý vị cùng theo dõi. Chúng ta nên kiểm tra chéo các ban ngành, công tác thanh tra kiểm tra là phải quyết liệt hơn. Nếu như cái dự án mà thực sự nó không phải là cấp thiết thì rõ ràng chúng ta nên thu hồi cái dự án này lại và chúng ta hủy bỏ đi. Phải có một thời hạn, mọi thứ không thể vô thời hạn được. Phải có một thời hạn để chủ đầu tư tự khắc phục. Còn nếu không tự khắc phục, đem bán đấu giá, chủ đầu tư khác mua nhảy vào làm tiếp. Nhà nước phải có cái cách để đánh thuế cái chỗ này. Anh không làm gì hết tôi vẫn đánh thuế, bởi vì khi anh bán anh sẽ lợi ích rất là lớn. Chúng ta phải giải quyết được hài hòa ba cái lợi ích mà chúng ta thường nói từ trước tới nay. Thứ nhất là lợi ích của người dân có đất tại chỗ, là phải giải quyết lợi ích đó hài hòa thỏa đáng. Thứ hai là lợi ích của nhà đầu tư cũng phải làm có hiệu quả. Và cái thứ ba là phải giải quyết được cái lợi ích của cộng đồng xã hội. Những ý kiến vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề xây dựng bất động sản tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Để xem lại chương trình, quý khán giả có thể truy cập website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin trên Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.